Điện thoại hay.vn, một sản phẩm vạn an tâm. Điện thoại hay cam kết bán điện thoại giá rẻ nhất thị trường. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Râu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Điểm tin công nghệ trong ngày. Và bây giờ sẽ là tin tức đầu tiên. Smartphone với camera ẩn đầu tiên trên thế giới đã có ngày ra mắt chính thức. Cách đây không lâu, chủ tịch Nifei đã tiết lộ rằng ZTE sẽ là thương hiệu smartphone đầu tiên trên thế giới ra mắt một chiếc smartphone với công nghệ camera ẩn bên dưới màn hình và làm thay đổi cuộc chơi của thị trường smartphone. Chiếc smartphone này sẽ có tên gọi chính thức là ZTE Axon 20 5G. Theo thông tin rò rỉ từ Tena, ZTE Axon 20 5G sẽ có một màn hình với kích thước 6,92 inch với độ phân giải là Full HD+. Bản thiết kế mô tả chiếc smartphone này không có bất kỳ rãnh tay thỏ, giọt nước hay lỗ khoét nào. Thêm vào đó, camera selfie 32 megapixel của chiếc điện thoại này đã được ẩn bên dưới màn hình. ZTE Axon 20 5G được trang bị bộ vi xử lý 8 nhân 2,4 GHz. Mặc dù chưa được tiết lộ, nhưng khả năng cao đây sẽ là con chip đầu bản của Qualcomm Snapdragon 865 Plus, đi kèm với RAM 6GB, 8GB và 12GB. Dung lượng lưu trữ của nó cũng sẽ là 64, 128 và 256GB. Chiếc smartphone này sẽ được cài sẵn Android 10 và hỗ trợ công nghệ 5G. Đối với camera sau, ZTE Axon 20 5G được trang bị 4 camera, cảm biến chính có độ phân giải 64 MP cùng với 3 camera phụ. Trong đó có một camera có độ phân giải 8 MP và hai camera còn lại có chung độ phân giải là 2 MP. Dung lượng pin của chiếc máy này sẽ là 4120 mAh và đi kèm với công nghệ sạc nhanh. Vào tháng 7, hãng Vision xác nhận đã bắt đầu sản xuất hàng loạt các cảm biến camera ẩn dưới màn hình và cho biết rằng smartphone trang bị công nghệ tiên tiến này sẽ sớm được ra mắt. Do đó, nhiều khả năng ZTE sẽ sử dụng cảm biến camera của Vision. Các hãng smartphone khác như Huawei, Honor, Xiaomi, Oppo cũng như Vivo đều đang phát triển công nghệ camera ẩn dưới màn hình, nhưng có lẽ ZTE sẽ là hãng smartphone đầu tiên đưa công nghệ này tới tay người dùng. Tin tức thứ hai sẽ có trong ngày, MediaTek ra mắt Dimensity 800U. Dimensity 800U là bộ vi xử lý có 8 nhân, bao gồm 2 nhân ARM Cortex A76 với xung nhịp lên tới 2,4 GHz và 6 nhân Cortex A55 có xung nhịp 2 GHz. Về đồ họa, con chip sẽ được trang bị GPU ARM Mali G57. Ngoài ra, nó còn có bộ xử lý AI riêng. Model 5G Dimensity 800U sẽ hỗ trợ 2 SIM 5G, băng tần kết nối cận 6 GHz. Bộ vi xử lý này sẽ được trang bị công nghệ MediaTek 5G Ultra Cell giúp quản lý kết nối để đảm bảo thời lượng sử dụng pin tốt nhất. MediaTek Dimensity 800U sẽ đi kèm với RAM DDR4X OBS 2.2. Bộ vi xử lý sẽ hỗ trợ màn hình độ phân giải Full HD+ với tần số quét màn hình là 120Hz. Để cải thiện trải nghiệm, con chip này còn hỗ trợ công nghệ HDR10 Plus và Mira Vision BQ của MediaTek. Dimensity 800U hỗ trợ 4 camera sau với độ phân giải lên tới 64 MP. Ngoài ra, một số tính năng khác của con chip này bao gồm trợ lý ảo, 2 mic chống ồn và Bluetooth 5.1. MediaTek khẳng định rằng Dimensity 800U sẽ đem tới CPU mạnh hơn 11% và GPU mạnh hơn 28% so với Dimensity 720 đã được ra mắt vào tháng trước. Công ty gần đây đã xác nhận rằng những chiếc điện thoại nào được trang bị bộ vi xử lý này sẽ được ra mắt ở thị trường quốc tế vào quý 3 năm nay. Hiện nay, chúng ta vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về chiếc smartphone đầu tiên được trang bị con chip này. Tin tức thứ 3 sẽ có trong ngày. Asus Zenfone 7 Series sẽ được ra mắt vào ngày 26 tháng 8. Theo trang Gizmochina, Asus Zenfone 7 Series là một trong những chiếc điện thoại thông minh ít bị rò rỉ nhất. Mặc dù các thiết kế đã vượt qua nhiều chứng nhận, nhưng thông tin chi tiết về thiết kế và thông số kỹ thuật của chiếc điện thoại này là khá khan hiếm. Nếu như các tin đồn trước đây là sự thật, thì dòng Zenfone 7 năm nay sẽ vẫn sử dụng hệ thống camera lật như người tiền nhiệm để có một thiết kế toàn màn hình như mặt trước. Ngoài ra, chiếc điện thoại này sẽ được sở hữu một màn hình với kích thước 6.7 inch. Về hiệu năng, Zenfone 7 được đồn đoán là sẽ sử dụng chipset Snapdragon 865 thay vì Snapdragon 865 Plus. Và chiếc điện thoại này sẽ có một viên pin lớn, chính xác là 5000 mAh, đi kèm với công nghệ sạc nhanh 30W. Còn theo dữ liệu cung cấp từ cơ quan NCC, Zenfone 7 sẽ hỗ trợ Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.0 và bộ nhớ trong là 512GB. Hy vọng trong vài ngày tới, chúng ta sẽ được nhìn thấy nhiều thông tin hơn về chiếc điện thoại này. Đây cũng là thông tin cuối cùng của trong bản tin của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về những thông tin trên? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.